Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Estebon, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hại khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967 782 982. Cảm ơn em. Yeah yeah. MD JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay anh em tiếp tục quay lại mở bắt nha anh em. À, để xem hôm nay có may mắn hay không, có nhân phẩm hay không. Thì từ lúc mà nó reset lại cái hiệp phụ anh em, là vẫn còn hiệp phụ chứ không phải là qua cái khác anh em. Mới đầu kêu qua cái khác mà không qua cái khác, thì hôm nay mình sẽ gọi là tiếp tục vô hiệp phụ mở anh em để xem như thế nào. Coi từ lúc reset lại cái mới coi có hên hay không, có may mắn hay không. Sau đó là mở bắt tiếp anh em, trong store hay gì đó, trên có gì chơi chơi anh em. Ok anh em. Thì bây giờ mình vô hiệp phụ ha, không nói nhiều nữa anh em, vô hiệp phụ lên. À, để xem như thế nào. Để tìm kiếm cơ hội nào ngon cho cái ạc này coi, để nâng cấp đội hình anh em. Ạc này thì được mấy con rồi, được mấy con, 3-4 con mới rồi đó. Đó. Ok anh em, chờ lót nha. Trước hết mở cái miếng phí đi, để khởi lập chứ đi những tiền đến. Đó, vô. Đó, được con 74 con nhất. Ok anh em, lấy 74 đi, yeah. Ok. Thì sau khi nó reset lại á, thì nó sẽ là cái phần mà top 50 á, sẽ thành là top event. Đó là 3.000 điểm. Phần top 500 sẽ phần là 95 và 101 đó. Thì ok anh em, mình sẽ làm top event trước, 3.000 điểm trước để xem những cơ thủ trong cái event đó như thế nào ha. Đây vô, rất là nhiều anh em gửi clip cho mình cái này cũng ngon nè, để coi xem như là đây. À, lên chiu. Rồi xong phim anh em ơi. 4 con 97 anh em ơi, trời ơi. Nó đẹp thật chứ. Hai con ST nè, hai con ST chứ, trời ơi, con chép GK với con Fabinho, để coi ra ngoài con giá được bao nhiêu đây. Quá đen anh em, quá đen, trời, 3.000 điểm mà đến cái gì. Ôi thà nó cho, nói rồi, thà nó cho top 50 anh em, còn hên anh em, còn hên, thật sự còn hên chứ top này là chết rồi. GK nè, GK 97, con chép. Con chép 97 đâu ta. Đây, như đây. Giá như đây, à, có 20 em thôi. Ơi 21 em nè, có người mua nè. Tiếp tục là vị trí của con đây, CDM 97. Đây. Fabinho 15 em, quá mèo luôn, quá mèo luôn. Và tiếp tục là hai con ST nè, hai con ST 97 nữa. Trời, Son Kayer với con Bass gì đó. Trời ơi, teo bình rồi anh em ơi, teo rồi, thua rồi, 97 đâu. 97 đâu. Son Kayer đâu? Son Kayer đây nè. Son Kayer trước nha, đâu rồi, đây 16 em nè. Và con S-Bass rồi, S-Bass thì đâu rồi nó ta. Nó đâu rồi, đây 15 em à. Ồ, tính ra con GK chép là cao giá nhất nè, cao giá nhất thôi. Lấy GK thôi. Quá bèo, 3.000 điểm, quá bèo. Quá đen lên miếng ghê chứ, trời ơi, quá đen lên chứ. Ok anh em, bây giờ mình lấy thôi, con cháp 97 được giá nhất, dễ bán nhất. Trời ơi, 3.000 điểm đi ton, được 20 em. Ok anh em, tiếp tục bây giờ vô phần gọi là 1.000 điểm, 95, 101 để xem như nào. Vô anh em, vô lốt, vô. Đó, này hơi nhiều nha, hơi nhiều nha, khả năng hơi nhiều. Đó, vô. Chiu. 5 con 96 luôn. Trời ơi, thật đúng là đen thật anh em ơi. Không biết sao luôn. Mình nghĩ trong này con Rudiger là cao giá nhất nè. Con Rudiger nè. Trong này đến 3 con CB nữa. Một con là top lên con RB. Hầu như là hậu vệ không em? 4, 5 con hậu vệ luôn. Ghê chứ. Bây giờ là mình xem kỹ nha, để coi như thế nào, coi có ok không. Rồi mình lấy nha. Bây giờ con 4 con CB nè. Đấy, 3 con CB. Một con là top lên và một con RB. Ok anh em. Chắc lấy con Rudiger rồi. Nghi quá Rudiger rồi. Ok CB trước nè. CB nè, 96 nè. Rồi 96 không. Đèn chứ ta. Hey, thật sự là quá đen. 96 cái con nào trước ta. Đâu rồi. Con này 15 em. Cái con Henkambi. Đó, để đầu tên một con. Tiếp tục Rudiger cũng 15 em luôn. Trời ơi, có bán được không? Rudiger thì hot rồi, dễ bán rồi. Tiếp tục một con CB nữa. Là con CB gì ta? CB gì 96 ta? Mình quên rồi. Tự nhiên mình quên em. Để coi 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 con gì 96. Con gì đấy, con gì ta? Ông con gì 96 ta, mình quên ta, nhưng tự nhiên mình quên em ơi. Con này thì đúng rồi, con này thì ok rồi, con này ok nè. Con này thì mình nhớ nè. Còn một con CB này, này nhớ nè. Còn con gì nữa ta?
CV3 con CV được mà. Thôi bây giờ lỡ mình coi con vị trí rò top leo đi. Malen đi. Malen này. Cũng 15 em luôn. Cũng bán được luôn. Và một con nữa là con RB. RB ok RB. Chán quá anh em. Mã hai cái bắp của ấp anh em. À, đúng cùi bắp luôn, thật sự đúng cùi bắp luôn á. Trời ơi không biết ra cái gì ngon lành luôn. Nó đầu ta, con 96 rồi này. Hình như là con này nè. Con này cũng 15 em rồi. Thôi ba con nhìn như nhau, thôi lấy con Rudiger anh em. Mình sẽ lấy con Rudiger ha. Rudiger là ok nhất rồi. Rudiger đi. Trời đen quá anh em ơi. Oh man, mở cái này không có ngon mà cái top 50 tới 500 đâu, thấy chưa? Hèn chi giá của thủ nó tăng lại anh em, nó tăng lại rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi, trời ơi. Thấy chưa? Rồi lấy con này đi, con Rudiger. Ok anh em, không được con nào ngon lắm đâu, hết rồi. Để trả reset rồi mình chơi tiếp anh em, trả reset lại mình chơi tiếp. Ok anh em. Thì bây giờ tiếp tục vô phần cửa hàng, tiếp tục mở bắt 3 ca gen mỗi ngày để kiếm tiếm con ngôi sao hoài cổ Ronaldo nè, đó ngon nha đó, hoặc là Jairzinho nè đấy đó. Cái sự kiện này được 4 con 101 được không có ta, đấy CB gọi là Camani. Ok anh em, Cam đi vô được, bây giờ vô nè, đó vô đầu tiên không gì đâu, giờ phát thứ hai nè quan trọng mà. Bây giờ đã có Bồ Đào Nha thì hy vọng được con Ronaldo hoặc là Jota. Đó, vô anh em. Cái gì đây? Bắt đầu. Angeli là lên đường anh em ơi. Con Mahrez là tôi sẽ đá mình giúp cho Mahrez, Mahrez ơi. Thua rồi Mahrez, thua rồi. Xong phim rồi thôi. Ok, bây giờ qua bên thư viện Vương Triều đi, làm phát 3k gen nữa đi. Để có hên không? Để gỡ gạt em, gỡ gạt lại coi như là có hên không? Ok anh em, vô. Đây. Đó. Vô nha, vô đó. Hên không? Ok, vô. Rồi ơi, cỡ gì? Cỡ Argentina lên đường anh em ơi. Cỡ em lên đường rồi, Liverpool. Ê, mắc Alistair 99 em. Ê, cũng được anh em. Cũng ăn ủi em, cũng được. Mình tưởng lên đường rồi chứ, tưởng được con ST Cinemune hay là con Avila gì đó. Trời ơi, cũng được, chính được anh em. Trời ơi, tức quá anh em ơi. Ra con nào nó 100 đi, trời ơi. Xong rồi, hai phát cũng không có được cái phát kia. Ok anh em, bây giờ mình ra trên tiếp. Còn thiệt kiếm cho cái Rui cho cái ạc này nó ngon coi. Trời ơi, sao không ngon dữ lắm ta. Hôm nay lâu mấy có một bữa không mà bắt rồi mà nó đen. Ok, con này gì đây? Ây, được mấy con rồi. Ok, bây giờ có được cái gì không? Không được rồi anh em ơi, mới có một con 94 mà. Bây giờ qua bên bắc bên đây thì coi có gì dư này xem chơi. Con này ok, được dư. Cái này mà không bán được thì mới chơi nha anh em, cái này bán được thì thôi đừng có chơi. Đây đó, tiếp tục 85, còn khá nhiều đây. Ôi vô anh em, để kiếm cậu nha. Hay không đó, quá trời bên này. Vô đó. Để coi như nào đây, vô nha. Cờ gì đây? Lazio cũng ngon, là cờ 7 cũng lấy tiền em. Người Anh hả? Người Anh có nào ngon ta? CDM người Anh xem câu lạc bộ gì đây, kìa gì đây. Không có 94 ghê, Westwood. Trời ơi, đẹp rồi. Rồi hai con 94 luôn ghê chứ. Hình như mà còn đủ làm phát nữa, làm phát tới đi. Ba con 95 nè, ba con 95 được. Ừ, được. Lỡ rồi chơi luôn nè, lỡ rồi. Kiếm thêm một phát nó còn như thế nào. Đây, đó. Ok, vô luôn. Vô, đấy, chơi nè, chơi tiếp, vô luôn. Thì tới luôn nè, đó, tới luôn. Nhà đây, cái gì đây? Cái gì ngon chút coi, cái ăn nữa hả? Đừng nó CDM nha. Rồi, nó ám mình rồi, nè, mọi tiêu, nó ám mình rồi. Mình cày CDM, ai CB trời ơi, 94 rồi đó, mình bạc lắm. Không có cái này đi em, mắt này còn phải hên hơn, thấy được mấy con 94 rồi nè. Đấy, chơi lên em, chơi luôn, không cần coi hết, chơi luôn. Đó, vô, tức quá anh em, phải gỡ gạt ra coi, nó ngon coi. Đó. Ê, Đức anh em ơi, Đức có nào ngon ta? GK Đức hả? Hình như con chat 97 phải anh em ơi. Đúng rồi. Mới có con rồi, còn nữa. Trời, hai con chép luôn kìa.
Thôi á. Ê, dùng upbrand để bán con kia được á, upbrand bán kia được, cũng được anh em, cũng được. Ok nè, thôi mình ngưng đi anh em. Hôm nay có vẻ hơi đen đen rồi. Không mở đâu, hơi đen rồi. Thì có một số anh em bình luận ở dưới là sự kiện Rush Tide anh em. Tại sao mà nó chơi được có một ngày xong hết rồi nó không chơi nữa anh em. Đó, thì cái này thì mình cũng thấy nó xàm xàm sao anh em. Thật sự, tự nhiên chơi được có một ngày nữa rồi. Đúng ngày đầu tiên chơi hết rồi. Nó không chơi nữa. Đó, vẫn là cấp 1 anh em. Phải chờ tuần sau nữa thôi anh em. Chờ tuần sau nó không hiểu sự kiện người ta làm cái gì nữa mà chơi kiểu gì mà có chơi được ngày xong hết rồi. Đó là không chơi nữa, thấy không? Nói chung là không hiểu luôn. Hơi bị tào lao xíu. Hơi bị tào lao chút. Đó, mình tưởng bên đây giờ nó chờ mình đổi điểm mình đổi thôi. Chứ đâu có làm gì đâu anh em. Đổi điểm đổi hết rồi. Chả làm gì đó. Trời ơi, chán ghê anh em. Coi quảng cáo mỗi ngày thôi. Còn quay cái này nè, còn quay thêm cái này nè. Đó, để làm nào mình dành điểm nhiều điểm quay chơi nè, quay chơi chút. Đó, thì ok anh em. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ gọi là đọc những câu hỏi của anh em và xem biết anh em như thế nào ha. Để còn lấy lại vé may mắn cho hên hên coi. Mới được có 99 mã Adister, cũng không hên lắm nè, cũng được thôi à. Hôm nay em mở gói 3K Gen, sự kiện mới ra Raijinho 101 xong còn 3K Gen mở luôn gói sự kiện Vương Triều ra Mendy 100 chia sẻ mang trên em. Đấy, hên cho anh em mở hai sự kiện đó, hai con ngon, quá con ngon luôn, trời ơi tuyệt vời. Hôm nay em ở trên 94 101 ra luôn Roberto Baggio 101 luôn chia sẻ mắn cho mọi người. Đấy may mắn anh em, lấy vé lên. Mở gói 97 100 ra con Raul 100 quá phê, chia sẻ mắn cho anh em 97 100 mà. À cái gói trong cái sự kiện đó. Tiếp tục. Anh ơi, hôm qua em mở Bắc Resota được Quiz 100, nay ra mở 3K Gen ra được Vigo Jota 100 tiếp. Đúng hên luôn, chia sẻ may mắn cho mọi người. Đấy hên em, hên. Nay em mở 2 Bắc 3K Gen Vương Triều với ngôi sao hoài cổ ra X2K 100 và Kremony 101 nhà vế mà lại mà nó lấy vế lên. Nay em mở gói 3K Gen ra Ronaldo 101 quá đã anh em, chia sẻ mà. Đấy Ronaldo em, có Ronaldo em, tuyệt vời. Tiếp tục. Em lại bị AA lừa. Nay em mở Bắc 3K Gen ra cờ bồ ST tưởng là Ronaldo mà ai ngờ là Liverpool, cái ra hóa ra là Jota. Chúc anh một ngày vui vẻ và mong được lên TV. Cũng hên em, Jota 100 là hên rồi. Đó, quá hên rồi. Em mới quay ra gói 3K Gen được Ronaldo 101 luôn chia sẻ may mắn cho anh em. Quá tuyệt vời, quá hên anh em. Lấy vế anh em, bây giờ coi clip nha, lấy vế lại nha. Vô anh em, đầu tiên, để xem như nào đi. Rất là nhiều anh em gọi là mở cái bắt gọi là 3K Gen, rất hên anh em, rất là hên. Bây giờ xem anh em mở cái hên không. Ok. Ê bảy anh em ơi. CB anh em ơi. Rồi. Kambani trên đội 1. Hên ta, hên rồi anh em, hên rồi. Tuyệt vời anh em. Phải 3K Gen không? Đấy 3K Gen chưa, hên chưa? Có hết cho anh em 3K Gen nha anh em. Tiếp tục. À, mở gói trong sự kiện anh em. Có hình như là 97 100 á. Để coi như nào đây, hên không? Coi vô đi. Con này cao nhất là 100 thôi à. Nhưng mà ra 100 là cực kỳ rồi, là may mắn luôn đó. Lại xem như nào. Bùn nha anh em. ST, họ lý bùn rồi, rồi. Jota rồi. Chứ không thể nào là Ronaldo được em, tại vì 100 là cả nhất là cũng hên em, quá hên rồi. 100 là ra 100 là 797 ra 100 hên rồi, quá hên rồi. Quá hên, tiếp tục. Nhìn đây. Đó. Coi gì. Ý anh em ơi. Cam rồi. Roberto Baggio. Vô kèo. Lấy lại hên nữa, trời. Gói gì đây? Cho anh em biết có gì? Có gì? 3K Gen nữa anh em. Tuyệt vời. Chúc mừng anh em này. Tiếp tục. Ngôi sao ngoài cổ nữa. Gì đây? Đó. Có gì? Tây Ban Nha anh em ơi. Tây Ban Nha có gì ngon ta? CM Tây Ban Nha hả? À con Gavi anh em 98. À cũng được. Gavi 98 là có gì ta? Cũng được thôi. Cũng ok. Nó nào cũng được. À gói này. Tiếp tục. Gói nhiệm vụ ngày. À nhiệm vụ ngày yếu ghê ta. Ngon gì? Gì đây? Đó, vô, star. Ý anh em ơi. Rồi, Roberto Baggio chắc luôn. Icon kìa, đúng rồi. Rồi, hay hên chứ ta. Ủa, rất là nhiều anh em hên luôn nha. Nãy mình mở mấy phát không ra luôn. À, chen rồi mà bắt không ra luôn. Quá hên luôn. Nhiệm vụ ngày mới ghê chứ, ngon người ta. Ấy, nhiệm vụ ngày anh em ra luôn, ngon hay ta. Tiếp tục. Bên phần Vương Triều. À, vô nè. Gì đây? Xem như nào đây. À,
vô gì đây đó, vô rồi đó đấy, ngon rồi ACDM anh Ishakam Jump đúng không, tuyệt vời, đúng luôn em, phải 3kz không, cho anh em biết coi là gì đây không phải anh em, trong gói bộ sự kiện buổi chiều, tuyệt vời anh em, quá hay luôn. Tiếp tục buổi chiều tiếp gì đây đó, đây đó, có gì lại là X2K chắc luôn rồi đúng không, đúng rồi ngon rồi chăm rồi, ngon quá, ngon rồi, quá nhiều anh em may mắn, gọi là quá nhiều nữa, người lấy cho mình bán không có 3kz đúng không, phải 3kz không, đúng luôn em, 3kz anh em ơi. Tiếp tục đấy, chắc là 3kz nữa rồi, gì đây, vô anh em đó, nói chung này quay lại mở bắt rồi, lấy vé may mắn của anh em nữa, xem biết anh em mở bắt thế nào, rất là nhiều anh em bán thịt, nhưng hay bán thịt là hàng ngon chơi 100 không anh em, lâu thì 99 rồi, hàng ngon không, vô anh em đó, ngon rồi có gì, có pháp anh em ơi, GK pháp à, có pháp còn là ngon à, Loris mới nói xong có 99 ngay Loris anh em, tiếp tục ấy, hồi nó thì dần á, còn nó lên dần ta ấy, vô cũng được, không sao, chơi luôn ấy, gì đây, Coastlin ST à, còn đài lít anh em ơi, 101 em, ghê cũng được anh em, ngon, lấy vế luôn không sao anh em, dù cũ rồi nhưng mà không sao anh em, chắc mình sót lại cái clip này đó, cũng ngon anh em, chắc 3kz nữa đây, ngon rồi, đúng rồi, 3kz luôn, ngon rồi. Tiếp tục ấy, 3kz vương triều, vô đấy, ngon thiệt anh em, mở ngon quá, tàn hàng thằng ngon không, tàn trăm trăm là một không phải bèo chín chín anh em, thật sự luôn, ngon quá trời, vô gì đây đó, vô kèo luôn, gì đây, thụy sĩ nữa, lại là CDM anh em, CDM ra nhiều ghê anh em, đó là Isaka nữa, tuyệt vời, cũng được anh em, quá ngon rồi, tuyệt vời, quá tuyệt vời anh em ơi. Tiếp tục ấy, này cho anh em coi đã luôn đó, chú ơi, ngày coi tầm 10 lít là ngon rồi, lại là CDM nữa anh em, quá tuyệt vời anh em, 3kz CDM nhiều chở lắm, trời quá trời luôn, nữa con này nó qua ra nhiều ghê, cũng được anh em, chơi cũng khá ok chứ, ấy 3kz nè, tiếp tục nữa anh em, vô tiếp 3kz nữa, vương triều nữa, vô nè, để coi có con gì khác không, mấy giờ ST CDM khá nhiều rồi đó, vô ra còn là cam hoặc là W Rivendo coi thử coi, mới lại coi ok không, vô đó, vô nè, vô đi đó, có nhiều anh em để lâu đầu mình hên lắm nha, thật sự hên lắm đó, vô rồi đấy, cờ gì đây, ai cần anh ơi, lát xanh rồi ngon rồi, vô kèo rồi, lát xanh rồi, đúng rồi đó, 99 chưa, cũng được anh em, cũng ok chứ, lát xanh 99 cũng được đó, 3kz này là ngon rồi, quá tuyệt vời, ok anh em, đây là clip cuối cùng trong cái 3kz này rồi, ok anh em, nói chung hôm nay làm rất vui anh em, quay trở lại mở phụ anh em, mà vẫn đen anh em nhưng mà được cái này mà bắt trong kia được con 99, bắt Alistair cũng bù lại, cũng đỡ chút đó, thì ok, coi clip của anh em vui ha, còn anh em nào mà muốn coi clip cho mình thì cứ inbox Zalo ha, cứ quay clip dài chút anh em, cho anh em khác biết là mở bắt gì để anh em biết, còn là vô mở anh em để lấy vé anh em, thì nên clip thì hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, còn anh chưa đăng ký kênh của mình nha, cảm ơn anh em, xin chào anh em.